đồng hành với Thành Thiếu Nhi phát huy quyền tham gia của trẻ em trong các vấn đề xã hội. Sáng nay, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Đà Nẵng phối hợp với UNICEF tổ chức hội thi tranh biện Thành Thiếu Nhi Đà Nẵng tham gia xây dựng thành phố thân thiện, lành mạnh với trẻ em. Hội thi tranh biện được tổ chức nhằm đánh giá kết quả chương trình tập huấn kỹ năng lãnh đạo cho Thanh thiếu nhi thành phố Đà Nẵng trong tháng 9 năm 2021, bao gồm các chuyên đề hỗ trợ tăng cường các kỹ năng cần thiết cho các nhà lãnh đạo trẻ tương lai và cũng là kỹ năng thực hành xã hội thiết yếu cho Thanh thiếu nhi như kỹ năng trình bày và phát biểu trước đám đông, kỹ năng giao tiếp, tìm kiếm và phân tích thông tin, kỹ năng kế hoạch, quản lý áp lực và thời gian phù hợp với độ tuổi Thanh thiếu nhi, đồng thời cũng tạo điều kiện cho Thanh thiếu nhi tham gia đề xuất kiến nghị xây dựng thành phố Đà Nẵng thân thiện, lành mạnh với trẻ em. Qua thời gian triển khai các cái hoạt động nhằm phát huy quyền tham gia của trẻ em, thì thành đoàn hội đồng đội thành phố thấy được rằng các em đã trưởng thành tự tin hơn nhiều và cũng đã mạnh dạn trình bày ý kiến, quan điểm cũng như suy nghĩ của mình trước các cấp lãnh đạo, quý thầy cô giáo. Đáng chú ý, tại hội thi, nhiều vấn đề kiến nghị liên quan đến những khó khăn mà Thanh Thiếu Nhi đang gặp phải trong bối cảnh hiện nay, như những nguy cơ từ môi trường mạng, thách thức trong việc học trực tuyến, thực thi quyền trẻ em được các em học sinh rất quan tâm. Đây là một cuộc thi rất là bổ ích bởi vì thi này giúp chúng con có thể tự tin trước đám đông và nói ra những suy nghĩ của mình, những suy nghĩ về những vấn đề mà liên quan đến trẻ em. Bên cạnh đó thì qua cuộc thi này con cũng đã rèn luyện được rất nhiều kỹ năng và quen được những người bạn mới. Đây là hội rất bổ ích để chúng ta tìm hiểu về luật trẻ em, giúp chúng ta bảo vệ bản thân mình trong tình hình dịch bệnh. Đây cũng là một trong các chương trình thuộc dự án xây dựng thành phố lành mạnh cho thanh thiếu niên, hướng đến việc hỗ trợ xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành một thành phố lành mạnh, năng động, thân thiện với trẻ em và thanh thiếu niên. Qua đó đảm bảo phúc lợi của trẻ em và thanh thiếu niên thông qua các quan hệ đối tác chiến lược, nâng cao năng lực và ứng dụng tích hợp công nghệ.